Thưa quý vị, sau những ngày căng thẳng thì Phó Chủ tịch tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc là Samsung, ông Lee Jae-yong đã có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm vì tòa án Hàn Quốc đã có quyết định không bắt giữ ông này theo như lời đề nghị trước đó của các công tố viên. Vụ tham nhũng của Tổng thống Park Geun-hye vừa dấy lên hồi căng thẳng mới khi các công tố viên hồi đầu tuần tuyên bố đã xin trác bắt giữ Phó Chủ tịch Lee Jae-yong của Samsung. Các công tố viên cáo buộc ông này hối lộ 43 tỷ won nhằm thực hiện trót lọt thương vụ sáp nhập hai công ty con của Samsung. Tuy nhiên, sau phiên điều trần ngày 18 tháng 1 thì đến ngày 19 tháng 1, tòa án Hàn Quốc đã tuyên bố sẽ không bắt giữ ông Lee. Tuần trước, sau 22 tiếng thẩm vấn, ông Lee bị cáo buộc đưa hối lộ, biện thủ và khai màng. Phản ứng sau quyết định của tòa, các công tố viên Hàn Quốc cho rằng đây là một quyết định đáng tiếc. Quyết định của tòa là một quyết định đáng tiếc, nhưng chúng tôi vẫn sẽ xem xét những biện pháp cần thiết và tiếp tục cuộc điều tra. Buổi họp báo của cơ quan công tố Hàn Quốc được tổ chức mà không nhận trả lời bất cứ câu hỏi nào của phóng viên. Cũng liên quan đến vụ điều tra tham nhũng của Tổng thống Park Geun-hye, trong tuần này, cơ quan công tố đã đề nghị truy tố chủ tịch của Quỹ Hưu trí Quốc gia Hàn Quốc, quỹ hưu trí lớn thứ ba thế giới.